Hết hồi nách nhanh chóng chỉ bằng cách dùng thực phẩm. Sử dụng thực phẩm đúng cách bạn sẽ không cần phải lo lắng về mùi hồi nách nữa. Nguyên nhân gây ra hồi nách. Hồi nách là vùng da dưới cánh tay tiết ra mùi rất khó chịu do tuyến mồ hôi hoạt động mạnh. Khi tuyến mồ hôi ở nách hoạt động mạnh, phân hủy chất bã thành các axit béo không bão hòa sẽ là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn sinh sôi. Hồi nách cũng có nhiều khả năng do bị di truyền từ bố mẹ phụ nữ sau khi sinh cũng thường hay hôi nách do hóc môn trong cơ thể thay đổi kích thích tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn sinh ra hôi nách thói quen ăn uống hay vệ sinh cá nhân hàng ngày cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới vùng da dưới cánh tay có mùi hôi khó chịu mặc dù hôi nách không phải là bệnh nguy hiểm không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta nhưng lại khiến chúng ta mất tự tin khi ở nơi đông người ảnh hưởng tới tâm lý cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các mối quan hệ xã hội Ngày nay có rất nhiều loại thuốc, các sản phẩm khử mùi hôi nách hoặc các phương pháp sử dụng máy móc, thiết bị y tế tác động trực tiếp vào tuyến mồ hôi ở nách để ngăn ngừa tiết mồ hôi và cải thiện mùi cơ thể. Tuy nhiên, hãy thử sử dụng các loại thực phẩm thiên nhiên, gần gũi và thường có sẵn trong nhà bếp của chúng ta để chữa hôi nách vĩnh viễn. Chỉ sử dụng các biện pháp còn lại khi thực sự bắt buộc. Khử mùi hôi nách bằng thực phẩm. Chanh tươi. Trong quả chanh tươi chứa axit citric tinh dầu bay hơi chứa citro, limon, lino, lino acetat, và simon giúp tiêu diệt vi khuẩn hoạt động trên bề mặt da hiệu quả, giúp khử mùi hôi và ức chế hoạt động của tuyến mồ hôi. Lá trầu không Trong lá trầu không có một số hợp chất của phenol có tác dụng sát khuẩn mạnh, khử trùng rất tốt. Để ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây mùi dưới cánh tay, bạn chỉ cần lấy lá trầu không rửa sạch, giã cho nát nhuyễn sau đó trà sát vào nách mỗi khi tắm. Nước ép cà chua Nước ép cà chua có hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, có tác dụng tẩy tế bào chết và loại bỏ vi khuẩn gây mùi hôi nách. Sử dụng nước ép cà chua mỗi ngày còn giúp cho vùng da dưới cánh tay của bạn không bị thâm đen do sử dụng nhíp. Mướp đắng Mướp đắng có khả năng kháng khuẩn và khử mùi cao, thường có trong thành phần một số loại xà bông và sữa tắm. Dùng nước đắng tươi, giã nhuyễn sau đó bôi lên vùng da dưới cánh tay để khoảng 20 phút và rửa lại với nước sạch sẽ giúp ngăn ngừa mùi hôi khó chịu. Kiên trì áp dụng phương pháp này còn có thể chữa hôi nách vĩnh viễn.